sợ nhăn, sợ già, mà đặc biệt hơn nữa đó là sợ nám. Nó sẽ đánh bay nám một cách nhanh chóng và hiệu quả cho các chị em mình, trả lại cho các chị em mình một làn da trắng ngần, tự tin, căng bóng và sáng hơn, mịn hơn, đều màu hơn. Thì Linh đã xài được 3 tháng rồi và cái vết nám của Linh trước đó nó cũng được mờ đi thấy hẳn nè. Và Linh hy vọng là mình cũng sẽ duy trì lâu dài để mà mình không có bị nám và nó bay xóa bay cái làn da của Linh và trả lại cái sự trẻ trung cho. Nên là da của mình xuất hiện rất là nhiều những cái đốm nâu trên da luôn. Nhưng mà khi mà sử dụng kết hợp bộ đôi này, bây giờ thì chị rất tự hào khi khoe làn da của mình thành ra là không có một chút bị vết gì. Nó ngăn ngừa nám quay trở lại, nó làm cho cái da chúng ta nè căng nè, rồi nó trắng nè, rồi nó mịn màng nữa, nói chung là đẹp da. Và cái chất này giúp cho đánh tan nám một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Và ngoài cái tác dụng là đánh bay nám sâu bên trong như vậy thì cái chất này của cây thông đỏ cũng giúp cho da của chị em mình trắng sáng, mịn màng và tươi trẻ. Những sản phẩm này được sản xuất tại Pháp và được những chuyên gia hàng đầu đã được kiểm nghiệm, đã qua lâm sàng. Và quý vị biết không, cái kết quả làm cho mọi người rất là bất ngờ. Những cái vết mà nó bắt đầu hình thành thôi là nó bị đánh bật luôn. Cho nên đó là chị cảm thấy là giống như là thần dược cho da của chị tuổi này vậy đó. Bộ đôi trị nám chuyên sâu của công ty Laura Sunshine đã giúp cho Kiều Trinh đánh bay các vết nám trên mặt nè. Ngoài ra bộ đôi này còn điều trị giúp cho làn da chúng ta sáng màu. Ai chưa bị nám cũng nên sử dụng bộ đôi này đi. Tại vì mình không cần trị nám thì mình xài cái này da mình cũng được trắng mịn hơn rất là nhiều luôn. Còn ai đang bị nám thì nhanh tay đặt hàng mua cái này về để mà mình đánh bay vết nám, cải thiện làn da. Phụ nữ là phải đẹp, đúng không nè?